22 tháng 9 năm 2019 tiếp nhận ca xoang khá là nặng. Bệnh nhân này thì đa xoang mãn tính. Đặc biệt điều đáng lưu tâm nhất là cái polyp mũi nhiều quá. Polyp mũi này đối với y khoa thì thường dùng phẫu thuật. Tôi sẽ dùng phác đồ kê chỉ cho bệnh nhân này xem bao lâu thì polyp. Thì chắc chắn là tôi làm được. Polyp mà to quá thì bắt buộc phẫu thuật thôi. Cố gắng lên nhá. Em bị này mấy năm rồi? Mấy năm rồi. Điều trị nhiều chưa? Để chúng tôi nhiều chưa? Thường hay điều trị viện nào? Đi khắp rồi đấy. Vâng, tây làm kiểu xong nhưng không suy nhê đúng không? À, hôm nay tôi chính thức sẽ nghiên cứu rất là kỹ về xoang. Đó là một đề tài rất là hay vì cá nhân tôi đã từng bị, tôi biết. Tôi khỏi rồi. Thì trước trong túi áo tôi lúc nào mà có một cuộn giấy. Nửa mũi này nó gạt rồi nó xấu xí ghê lắm. Còn polyp vị này thì rất là sốt ruột. Cái này thì chắc chắn là không, tôi chưa thấy ai chữa được bệnh này. Nhưng riêng cá nhân tôi khẳng định là chữa được. Ngoài kia có một người tôi đã chữa khỏi khá là. Thôi cái đẹp như về đấy nhá. Chắc không có gì nữa. Tôi vui lắm rồi đấy. Đây được một ca khỏi thì tôi sẽ thống kê lại. Khỏi là người thật, việc thật. Thì không phải là đơn giản là cứ bỏ xoang ra truyền để cho vài cái thuốc nhỏ là khỏi. Hay là vài viên kháng sinh tôi là chuyên tôi ra với họng cho kháng sinh khỏi. Chắc chắn là không thể khỏi được. Bởi vì xoang là nó liên quan đến trực tiếp đến các hốc xoang. Nó giống như tổ ong. Thậm chí cái xoang sàng nó nằm rất là sâu. Thì chút xoang họa này họa kia biết thế nào mà xoang mà chữa. Tôi nghiên cứu mười mấy năm trời chưa bao giờ dám to mồm. Bệnh nhân nhà tôi đông lắm, nghiên cứu một cách chính xác thì mình đi nó không bị lạc lối, anh hiểu chưa? Là bệnh nhân này.